Xin chào 500 anh em đi MT15. Thì hôm nay Cường sẽ chia sẻ với anh em một cái vấn đề nhỏ thôi, nhưng mà anh em hãy kiểm tra trên chiếc xe của mình nó có bị cái tình trạng này hay không. Đó là cái đèn rọi biển số của chiếc MT15 này nó bị vô cát, vô nước, vô cát, vô sình, vô bùn. Không biết là nó len lỏi vô cái lỗ nào ở trong này. Nhưng mà anh em chỉ cần chạy một thời gian và anh em đi tour hay là đi đường mà có cái dơ bùn lầy nhiều thì anh em hãy kiểm tra xem cái đèn rọi biển số này nó có bị vô nước hay không, bị dính sình hay không. Thì Cường mới mở ra vệ sinh cách đây cũng gần thôi, cũng chạy được mới có mấy ngàn nè, nhưng mà bây giờ nó đã lại dơ lại rồi, tức là nó dơ từ bên trong luôn đó anh em. Bây giờ từ bên trong luôn các bạn. Thì có thể là nó bị bắn ở trong này vô. Nó bắn ở bên trong này nè. Đó. Từ bên trong này nó bắn vô. Thì đây nè. Bùn lầy nó bắn từ bên lên trên này, từ bánh xe lên trên này. Thì nó vô sẽ chắc là nó vô cái đường bên trong này nè. Anh em thử kiểm tra nha, xem cái đèn rọi biển số của anh em nó có bị vô nước, vô bùn, vô cát không. Thì anh em mở ra vệ sinh, thì mở ra vệ sinh nó đơn giản, nó mở con ốc này thôi là mở ra vệ sinh được rồi. Mở con ốc này ra, bên trong nó còn hai con ốc nhỏ, nó dùng một cái vít ba ke là xong, giải quyết được vấn đề. Mở ra vệ sinh rồi lắp lại, chứ anh em mà để lâu thì nó sẽ đóng ở bên trong, thậm chí nó gây là hư đèn, hư cái bóng đèn luôn, và nó không rõ sáng ở cái biển số. Thì công an rất là dễ kiểm tra và công an phạt. Thực ra cái này công an người ta cũng chả kiểm tra rảnh đâu kiểm tra, nhưng mà nó làm cho chiếc xe của chúng ta trở nên xấu đi, và biết đâu nó hư luôn cái bóng đèn thì sao. Đó, nhỏ thôi, một cái chia sẻ nhỏ nhỏ về anh em đang đi chiếc MT15 này, để anh em biết được cái chiếc xe của anh em có bị cái tình trạng giống Cường hay không. Mình Cường thì Cường cũng mở ra vệ sinh 3-4 lần rồi, lần gần đây nhất thì cũng mới đây thôi, và bây giờ nó đã dơ lại rồi. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều, đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề Yamaha MT15 nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye.